Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao test cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng. Số điện thoại đầu tiên là 0818 60 60 60. Và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng 0902 060 151, ngân hàng VP Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Kho nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile, mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em. Anh em lưu ý khi cọc hàng ship COD nha. Ngoài ra thì anh em muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em góp thông qua căn cước công dân. Đó, thông qua công ty tài chính Mira Asset nha anh em. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần duy nhất một căn cước công dân thôi. Không gọi người thân và không thẩm định tài chính, rất là dễ dàng, anh nhanh chóng nha anh em. Gói góp từ 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Anh em muốn có nhu cầu trả góp thì ghé trực tiếp bên em để lên hồ sơ nha. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc và số tài khoản ngân hàng, cũng như là chương trình trả góp thông qua căn cước công dân. Mỗi ngày em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Anh em nào có đam mê công nghệ, xem được clip này thì nhấn lại một chút thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để em báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Thì clip hôm nay, đầu clip thì em sẽ lên cho anh em full dòng Samsung và Android. Phần sau của clip thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone từ 11 cho tới 14 Pro Max luôn nha anh em. Đó, anh em nào muốn mua iPhone thì tua qua đoạn đầu thì để xem những dòng máy iPhone nha. Em phân làm hai phần để cho anh em dễ tiện theo dõi. Cây đầu tiên của clip hôm nay là em lên cho anh em một siêu phẩm màu đỏ đô Samsung S22 Ultra. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Đó, bộ nhớ trong là 256GB, RAM sẽ là 12GB. Và con này em bán cho anh em với giá là 12.800.000 nha, giá 12.800.000. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Sườn nó có chấm li ti nhẹ như thế này, em quay kỹ từng chi tiết để anh em tham khảo từ xa cho dễ mua nha. Đó, sườn chấm li ti sườn. Con này thì không có bị cấn mớp hay là nứt bể gì hết anh em. Sườn chấm nhẹ thôi, nói chung cũng còn khá đẹp, không đến nỗi mà xấu nha anh em. Đó, lưng đẹp và cam đẹp. Đây, màn hình thì đẹp keng luôn. Đó, màn hình đẹp không có bị trầy nha. Và đương nhiên thì sẽ không có bị ấm ố hay là lưu ảnh nha anh em. Rồi, đi vào chi tiết con này thì quá là quen thuộc. Màn hình to 6,8 inch nha. Hiển thị cực đẹp luôn em. Hai tần số quét là 120Hz và con này 2K cộng luôn nha, rất là mượt mà. Cấu hình thì chạy con chip ROG Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12 và bộ nhớ là 256. Thì đương nhiên phiên bản chính hãng Việt Nam sẽ dùng là hai SIM vật lý, rất là tiện lợi nha anh em. Pin 5000 và có cái 5G cũng như là có ghi âm cuộc gọi nha. Thế mạnh con này nằm ở cái camera anh em. Đó, chụp cực kỳ đẹp luôn. Đây, zoom xa là lên đến là 100x luôn nha. Được trang bị thêm một cái bút X Pen nữa. Đó, dùng hai SIM vật lý. Và mức giá hôm nay thì chỉ có 12.800.000 thôi. Mức giá này thì cũng khá là hợp lý để anh em trải nghiệm siêu phẩm nha anh em. Rồi, S22 Ultra bản bộ nhớ cao 256GB, 12.800.000 nha. Còn anh em muốn tiết kiệm chi phí mà muốn dùng bộ nhớ nhiều thì em giới thiệu anh em một cây phiên bản sách tay. Con này là bản sách tay Úc đem về nha anh em. Cũng là bộ nhớ 256GB luôn và RAM thì cũng 12GB luôn. Con này thì ngoại hình nó xấu hơn con kia một tí. Em bán với giá là 11.300.000 nha. Đó, 11.300.000. Nó xấu như thế nào thì em quay từng chi tiết cho anh em xem. Lưng thì đẹp, cam đẹp luôn. Và màn hình thì nó có hơi bị xước nhẹ xíu nha anh em. Đây, nói chung xước rất là nhẹ luôn. Đây một vết nè. Còn ở đây một đường nhỏ nữa. Đây, cái này thì anh em đi dán dẻo lên là đẹp nha. Nói chung màn hình xước nhẹ, không đáng kể. Rồi, tới cái sườn nè. Sườn thì nó cũng có chấm li ti nhẹ. Đó, chấm và bạc màu xíu nha. Ở tới đây thì đẹp. Rồi, chỗ này thì nó có bị cấn một vết nha anh em. Đây, nó bị cấn một vết ở bên sườn. Không ảnh hưởng gì tới cái kính nha. Đây là con máy em bán ra cho khách hồi trước Tết tới bây giờ.
nó khách đổi qua dòng 12 Pro Max cho nên em thu lại. Chất lượng thì cực kỳ là ổn định và rất là ngon nha anh em. Đó, cái này thì em dám bảo đảm cho anh em luôn. Và em bảo hành thêm cho anh em là 3 tháng. Con này thì RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Phiên bản Úc này thì anh em cũng dùng được hai SIM luôn nha anh em. Một SIM vật lý và một eSIM. Cũng khá là tiện lợi nha. Pin thì cũng là 5000mAh. Và phiên bản này thì nó sẽ không có chức năng là ghi âm cuộc gọi nha. Đó, bản sách tay thì ở nước ngoài nó không cho phép ghi âm cho nên được xuất qua thị trường Úc này thì sẽ không có chức năng là ghi âm cuộc gọi. Anh em muốn ghi âm thì có thể tải app ngoài nằm ở trên CH Play để sử dụng chức năng ghi âm nha anh em. Rồi con này thì hàng phẩy 97% thì em bán là 11,3 triệu. Bộ nhớ cũng 256GB luôn. Rẻ hơn khá nhiều so với bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Mà chức năng thì mọi thứ thì cũng giống hệt thôi. Nó chỉ khác cái là dùng eSIM và không có ghi âm thôi. Còn lại mọi thứ thì cũng giống như là hàng Việt Nam anh em. 11,3 triệu cho bộ nhớ 256GB. Còn anh em muốn xài bộ nhớ khủng hơn nữa thì đây em giới thiệu anh em một con máy siêu hiếm luôn. S20 2 Ultra màu trắng phiên bản quốc tế Mỹ. Bộ nhớ trong là 1T nha anh em. 1T là 1000GB. Và con này thì em bán là 15,3 triệu. Ngoại hình con này thì không có điểm nào để chê luôn em. Đẹp like new xuất sắc nha. Đây phiên bản Mỹ thì sẽ có cái phần anten 5G nằm ở mấy bên ngoài đây. Đó, bản Mỹ thì nó sẽ khác những cái bản khác nha anh em. Ngoại hình con này thì không có gì để chê rồi. Đẹp ken sờ beng cả sườn lẫn màng lẫn lưng. Và RAM thì cũng là 12GB. Bộ nhớ khủng luôn em, 1000GB luôn nha. Anh em nào chứa video nhiều hoặc là dùng để làm YouTube thì chốt ngay con này nha anh em. Camera của Samsung thì không có gì để bàn rồi. Rất là đẹp mắt luôn em. Và mức giá em bán con này là 15,3 triệu nha. Rất lâu rồi em có được một cây thôi anh em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung Galaxy Z Fold 4. Ở hôm qua em về rất là nhiều luôn, được anh em ủng hộ khá nhiều. Thì cảm ơn anh em đã sử dụng sản phẩm bên Hồng Phúc Mobile nha. Samsung Fold 4 đây là một trong những con máy hiện tại anh em rất là ưa chuộng. Mức giá thì hiện tại cũng giảm khá là nhiều so với một vài tháng trước nha anh em. Con này là màu gold đẹp 98-99%. Sườn hầu như là không có bị trầy xước gì nặng hết anh em. Nói chung còn rất đẹp, tầm khoảng 98-99 luôn. Anh em nào dễ tính thì 99 thoải mái luôn nha. Nó không có cấn mớp gì nặng hết anh em. Chỗ này nó có phớt xíu xiu thôi, nó không đáng kể lắm. Màn hình thì đương nhiên là đẹp, trong ngoài đẹp nét. Đó, những con máy Samsung Fold này em lựa màn hình rất là kỹ nha. Rồi trong số đó có những con máy âm thanh lý thì em nêu rất là rõ tình trạng cho anh em. Con này thì màn hình không có gì để chê rồi, rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn anh em. Đó, cơ gập là thẳng băng luôn nha. Không có lỗi gập nha anh em. Con này phiên bản chính hãng Việt Nam thì dùng được hai SIM vật lý và RAM 12GB. Đây, bộ nhớ 512GB. Con này chạy con chip ROG Snapdragon 8 Gen 1 nha. Pin thì 4400mAh. Anh em dùng con này để chữa cháy là thì xem phim nghe nhạc là cực đỉnh luôn. Đây, màn hình rất là to nha anh em. Camera cũng thuộc dạng thứ dữ chứ không đến nỗi mà xấu nha. Nói chung cũng vừa đủ dùng thôi. Tại vì con này nó thiết kế nghiêng về cái phần màn hình. Đó, nghiêng về giải trí nha anh em. Cam trước thì nó được ẩn dưới bàn luôn. Khi anh em bật cam lên anh em mới thấy nè. Đó. Đó, khi anh em để màn thì nó ẩn cái cam xuống nha. Nói chung chức năng rất là hiện đại luôn em. Rồi con 512GB này thì em bán với giá là 15,8 triệu nha. Đó, 15,8 màu gold, rất đẹp luôn. Ngoài ra thì em cũng còn con màu xanh, cũng là Samsung Galaxy Z Fold 4 luôn anh em. Ngoại hình con này thì cũng tương tự như con vừa rồi, đẹp chuẩn 99% luôn. Đó, hầu như là không có bị trầy xước gì nặng và không cấn không mớp luôn anh em. Đó, máy cũ qua sử dụng mà đẹp như thế này thì quá đẹp luôn nha. Đây là những con máy mà em đem ở kho ra anh em chứ không phải là mua lại của người dùng nha. Ngoại hình thì không có gì để chê. Con này thì khác con vừa rồi nằm ở cái chỗ là cái bộ nhớ thôi. Còn lại thì giống hệt đó anh em. RAM 12 và bộ nhớ là 256 nha. Con này là màu green. Rất là đẹp và rất là nét nha. Đây cơ gập thẳng băng luôn em. Con này có bóp zin kèm theo máy và mức giá em bán thì rẻ hơn con 512 là 500.000 nha. 15,3 triệu. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho anh em luôn. Hỗ trợ anh em giao lưu lên đời thoải mái luôn nha. Đối với những con máy mà em bán ra thì em sẽ hỗ trợ giao lưu tận nơi với anh em luôn. Em ship cái máy tới, anh em kiểm tra đúng như clip này thì anh em đưa cái máy cũ của anh em đưa cho shipper là đem về cho bên em thôi nha. Còn đối với những anh em nào mà chưa từng mua máy bên em thì em xin phép không có nhận giao lưu ở xa nha. Thì anh em muốn giao lưu máy thì anh em chịu khó ghé trực tiếp shop em để test máy và định giá nha. Bên em sẽ định giá cao nhất có thể
con máy của anh em để giao lưu cho nó vui vẻ nha anh em. Rồi con Fold 4 màu xanh 256 thì 15.300.000 nha. Tiếp tục là em lên một con máy siêu chữa cháy của Xiaomi. Đây là con Note 13 Pro 5G. Đó, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Màu con này là màu tím nha, màu tím nhạt rất là đẹp luôn em. Đây, ngoại hình thì không khác gì một cây máy mới. Khách mua đập hộp xài chắc cũng được khoảng 1-2 tuần gì đó thì không thích xài nữa nên em mới vừa thu lại. Con này cái màn hình của nó quá đẹp luôn nha anh em. Đây, cái viền nè, nó rất là mỏng nha. Nói chung con này thì em cảm giác là nó màn hình nó siêu đẹp luôn em, rất là đẹp nha. Nói chung thiết kế thì con này thì cầm nắm rất là chắc tay. Và đặc biệt hơn nữa, con này camera của nó lên đến là 200 megapixel luôn em. Quá là khủng luôn. Đó, camera con này thì em bật lên em xem thì giật mình luôn. Cực đẹp luôn em, rất là sắc nét nha. 200 megapixel thì nói chung là quá đỉnh rồi. Đó, em còn Fold 4 tầm khoảng 4 cây, 5 cây nữa là em hết hạn luôn em. Rồi đi vào chi tiết của con này như sau. Hiện tại thì con này đã up ROM tiếng Việt, đầy đủ tiếng Việt rồi nha. Đây, Redmi Note 13 Pro 5G, bộ nhớ trong là 128GB nha anh em. Con này thì cái RAM sẽ là nhiêu đây? Đây, thông tin chi tiết. RAM 8GB và bộ nhớ trong cộng thêm 4GB RAM mở rộng nữa nha. Nói chung RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Hai SIM, hai sóng có 5G. Ngoại hình đẹp, like new như là một cái máy mới. Con này thì có box zin kèm theo máy và có thêm cả sạc cáp zin nữa nha. Mức giá em bán cho con này là 4.700.000 anh em. Đó, giá 4.700.000, em chỉ có đúng một cây thôi. Note 13 Pro, con này có 5G nha anh em. À, đây là một con iPhone 12 Pro. Con này bộ nhớ cao 256GB anh em. Pin đã thay new 100%. Mức giá em bán con này rẻ như là 128GB nha. Đó, 9.450.000. Đó, ngoại hình con này thì tầm khoảng 95-96% thôi. Màn hình còn khá đẹp nha, nó nhâm nhẹ theo thời gian, nói chung là đây có hơi sức sức nhẹ nhẹ em dâm nè. Cái này thì em sẽ dán tặng miếng anh em, cho anh em miếng cường lực để che khuyết điểm nha. Sườn thì tầm khoảng 95-96% thôi. Đó, có trầy xước và có phẩy nha anh em. Đó, nói chung con máy này thì khá xấu chứ không đến nỗi mà đẹp, nói chung cũng vừa đủ dùng. Đó, sườn có phẩy và trầy. Nói chung không có bị cấn mớp gì hết anh em. 12 Pro phiên bản chính hãng Việt Nam VNA luôn nha. 256GB, anh em dùng được một SIM vật lý và một eSIM nguyên zin 100%, chỉ trừ có cục pin thì em mới vừa thay new 100% đây. Đó, anh em về chỉ cần gắn SIM là sử dụng thôi. Con này anh thanh lý với giá chỉ bằng với bản 128 thôi anh em, 9.450.000 nha. Samsung Galaxy Z Clip 5 phiên bản chính hãng Việt Nam, con này bộ nhớ khủng long anh em, 512GB, màu xanh mai rất đẹp luôn. Ngoại hình con này thì đẹp 99%, không có gì để bàn, ngoại hình đẹp nét nha, còn bảo hành cả cộng cho tới tháng 11 năm 2024. Và con này em bán với giá là 12.900.000, giá 12.900.000 nha anh em. Đó, nói chung là con này có bảo hành cả cộng rơi vỡ cho nên em tuyệt đối yên tâm sử dụng. Có box zin kèm theo máy nha, dùng được 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. 12.900.000 cho bộ nhớ khủng long Samsung Z Clip 5 nha anh em. Oppo Reno 10 5G, em còn được đúng một cây, màu xanh rất là đẹp luôn. Ngoại hình con này thì đẹp like new như là một cái máy mới nha. Còn bảo hành cho tới ngày tháng 3 năm 2025 anh em. Đó, hàng chính hãng Việt Nam. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256, có 5G nha. Pin rất là châu bò. Nó cụm camera rất là khủng luôn em. Nó màn hình Super AMOLED, nói chung là mọi thứ hoàn hảo nha. 6.800.000 cho một siêu phẩm bảo hành gần 1 năm chính hãng Việt Nam nha. Samsung Galaxy S21 FE phiên bản chính hãng Việt Nam, màu đen. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%. Sườn nó có nhâm theo thời gian như thế này, không cấn không mớp nha anh em. Cấu hình con này thì rất là quen thuộc rồi. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128, 120Hz, màn hình tần số quét. Pin thì 4500, màn hình to 6,5 inch nha anh em, 6,4 inch. Có 5G và có ghi âm cuộc gọi. Con này em lên là 5.400.000 anh em ơi. Giá 5.400.000 nha. Samsung S21 Plus 5G phiên bản quốc tế Mỹ, màu đen. Em còn đúng một cây thôi, ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Sườn thì chỉ bị chấm li ti nhẹ theo thời gian, không cấn không mớp nha. Chỗ này nó hơi bạc màu xíu. Đó, nói chung là tầm khoảng 98. Đây có một hai chấm ở sườn nhẹ nè, không đáng kể lắm anh em.
màn hình thì đẹp long lanh không ảm ố nha. 5.950.000. Samsung A34 5G, con này bộ nhớ cao 256GB, màu đen, hàng chính hãng Việt Nam, còn bảo hành cho tới tháng 10 năm 2024 nha anh em. Và mức giá em bán con này là 4.950.000. Đó, màn hình tần số quét cao 120Hz, hai SIM vật lý, RAM thì 8GB và bộ nhớ là 256GB lần nha anh em. Pin 5000, rất là trâu bò cho một siêu phẩm chính hãng Việt Nam. A34 5G nha, 4.950.000. Samsung A73 5G, con này cũng là hàng chính hãng Việt Nam luôn, còn bảo hành cho tới ngày 26 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Ngoại hình đẹp keng 99% luôn. Màn hình to 6,7 inch, RAM 2 SIM. RAM con này là 8GB và bộ nhớ trong là 128 nha. Cũng có 5G và có phần ghi âm cuộc gọi anh em. 2 SIM vật lý, giá 5.900.000 nha. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp siêu phẩm camera zoom xa là 100x anh em. Đây là Samsung Galaxy S20 Ultra, phiên bản Hàn Quốc, em có được hai màu, màu xám và màu đen nha. Cặp này thì quá nét rồi, đẹp 99% luôn em. Đó, rất là đẹp nha. Và đương nhiên là nguyên zin 100%. RAM con này thì là 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Bản Hàn Quốc cho nên anh em dùng chỉ được có một SIM thôi. Đó, có 5G và có ghi âm cuộc gọi luôn nha. Pin thì 5000mAh. Camera thì không cần phải qua bàn luôn, em quay rất là nhiều chi tiết con này rồi. Zoom xa lên đến là 100x nha anh em. Đó, anh em thích chụp hình quay phim thì chốt ngay con này nha. Hai màu siêu đẹp luôn anh em. Bản Hàn Quốc nha, 6.500.000 cho S20 Ultra. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Note 20 Ultra, cũng là phiên bản Hàn Quốc luôn anh em. Một cây màu đen và một cây màu đồng. Hai con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng trên 98-99% luôn. Đó, con màu đen thì nó có hơi chấm sườn nhẹ nè. Còn cây màu gold thì đẹp chuẩn 99 rồi. Đó, em sẽ review chi tiết từng con cho anh em. Cây màu đen này thì tình trạng của nó là nguyên zin 100%. Đẹp 98-99, RAM 12, bộ nhớ 256GB nha anh em. Và mức giá em bán con này là 7.900.000. Có ghi âm cuộc gọi luôn nha, 7.900.000. Còn cây màu đồng này thì tình trạng là đã được thay màn niêu hãng. Đó, màn niêu khung luôn. Cái siêu viền vẫn còn luôn anh em. Và đã thay lưng rồi luôn nha. Đó, cây này thì khách đã sử dụng dịch vụ thay màn niêu và thay lưng niêu luôn nha anh em. Đó, thì tình trạng chỉ có vậy thôi. Bên em bán hàng thì có sao em sẽ báo chính xác cho anh em. Men thì đương nhiên là men zin. Và chức năng thì em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng. Dòng Note 20 Ultra thì được thay màn mới là chuyện bình thường nha anh em, tại vì nó ra rất là lâu rồi. Đây cũng là phiên bản Hàn Quốc, một SIM vật lý, RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256GB nha. Con này thì em bán với giá là 7.800.000. Con này thì ngoại hình rất đẹp luôn nha anh em. Đó, còn siêu dưới nè, anh em lột ra là đẹp keng luôn. Sườn thì cũng đẹp luôn và lưng thì đã cũng đã thay rồi. Cho nên máy đẹp 99% nha. Màn hình thì đã có miếng dán rồi nha anh em. 7.800.000. Samsung Note 10 Plus phiên bản Hàn Quốc màu xanh, em còn đúng một cây thôi. Cây này em thu lại của khách, xài phải nói là cực kỳ là bền bỉ theo thời gian. Ngoại hình đẹp chuẩn 98% nha anh em, màn lập long lanh luôn, không có bị trầy. Con này thì nó hơi bị ám nhẹ một cái khúc ở cái thanh công cụ ở dưới đây, ám chung, nói chung là ám màu xíu xiu chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết, không có bị lưu ảnh nha anh em. RAM 12 và bộ nhớ là 256GB anh em. 4.900.000 nha. Có ghi âm cuộc gọi luôn và có 5G. Xiaomi Mi Mix 4 phiên bản quốc tế nha anh em, con này thì 2 SIM vật lý, RAM 12 và bộ nhớ là 256, ngoại hình đẹp 99%. Đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Con này thì cái màn hình nó hơi bị xước xíu nha anh em. Đó, hơi xước xíu, đã dán miếng dán dẻo rồi, anh em về chỉ gắn SIM là dùng thôi. Cấu hình con này thì cũng rất là mạnh mẽ. Màn hình tần số quét 120Hz full view, không có bị đục lỗ gì hết anh em. RAM thì 12GB và bộ nhớ trong là 256, chạy chip ROG Snapdragon 888 cộng nha anh em. Đó, con này thì cấu hình thì quá ngon, lưng bằng gốm sứ, pin rất là trâu bò, giá 6.700.000 anh em. Tiếp theo vẫn có thêm một cây Xiaomi khủng long nữa. Đây là con Xiaomi Mi 13 Pro, bộ nhớ 512GB nha anh em. Ngoại hình đẹp chuẩn 99% luôn. Con này màu xanh ngọc quá đẹp anh em. Đó, màn hình mặt trước là màn hình phẳng nha, có đầy đủ tiếng Việt luôn anh em.
Rồi, mức giá em bán con này là 10.600.000. Con này thì quá đẹp luôn, camera bằng kết hợp với Leica cho chất ảnh thì cực kỳ là khủng luôn em ơi. Đó, 10.600.000 cho bản bộ nhớ khủng long nha, 512GB. Tiếp theo em lên cho anh em dòng Samsung S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ, bộ nhớ khủng long 512GB. Đó, giá cả thì em sẽ có đánh dấu ngoài sau lưng đây. Con số 2 này thì giá là 12.500.000, sườn nó có phẩy nhẹ ở chỗ góc này anh em. Đó, con sườn nó phải có đúng một chỗ đó thôi, còn lại là đẹp hết, nó màn đẹp, lưng đẹp luôn nha, 12.500.000. Còn cây này số 1 thì em bán với giá là 12.300.000, sườn thì nhâm nhiều, đó, sườn nó nhâm theo thời gian như thế này. Con này thì không có bị cấn nha anh em, con này thì chỉ bị sườn dâm thôi. Phiên bản quốc tế Mỹ 12.300.000, con số 1. Và con số 3 và con số 4 thì lần lượt sẽ là 12.500.000 và 12.800.000. Đó, em quay lướt sơ cái ngoại hình để anh em thẩm định nha. Đó, 12.500.000 và 12.800.000 thì nó đẹp hơn những con máy vừa rồi. Con này thì nó bị cấn chỗ này chút. Đó, nguyên zin 100% nha anh em. Dùng được 2 sim, 12.500.000 con số 3 và con số 4 này thì 12.800.000 anh em. Rồi, anh em muốn xài cái bộ nhớ thấp hơn thì đây em còn được một cặp đúng 2 cây thôi. S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ màu đen. Hai con này em bán cho anh em đồng giá là 11.000.000 luôn anh em. Ngoại hình đẹp 98/98% nha. Con này thì còn siêu viền luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Sườn chấm li ti nhẹ thôi, con này thì không đáng kể lắm. Đó, rất nguyên zin 100% nha. Con này thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB anh em. Mức giá em bán là 11.000.000 luôn nha, 11.000.000 cho S22 Ultra. Samsung S20 5G phiên bản quốc tế Mỹ màu xám em còn được đúng một cây, ngoại hình đẹp 98/99%. Màn hình thì nó có hơi bị xước nhẹ xíu xiu chỗ này. Đó, đang có miếng dán sẵn rồi nha anh em. Anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Cấu hình con này thì RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB nha anh em. Chạy chip Snapdragon 865, dùng được 2 sim, 1 sim vật lý và 1 eSIM nha anh em. Đó, mức giá em bán con này là 4.200.000, màn hình 2K cho tần số quét 120Hz, có vân tay nằm trên màn hình luôn anh em. Đó, một sản phẩm cao cấp, mức giá thì trung bình thôi, 4.200.000. Oppo Reno 2F 2 sim, con này thì RAM 8 và bộ nhớ là 128GB, ngoại hình thì còn tầm khoảng 97-98%. Nó bị nhâm nhẹ sườn thôi, không đáng kể lắm anh em, không cấn không mấp. Màn hình thì đẹp long lanh, không có ấm ố hay là lưu ảnh luôn. Con này pin rất là trâu bò anh em, cực kỳ là trâu luôn nha. Anh em chữa cháy là quá ngon luôn. Mức giá thì chỉ có 2.400.000 thôi. Camera trước thục thò nha, 2.400.000 cho bản RAM 8GB. Tiếp theo là em lên cho anh em siêu phẩm quốc dân, bên em bán cực kỳ là chạy hàng. Đây là Samsung Galaxy S20 FE 5G phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Em chỉ còn độc nhất một màu xanh đen thôi. Ngoại hình đẹp thì chuẩn 98%. Đó, sườn thì lâm tâm nhẹ, không cấn mớp. Nói chung là còn khá là đẹp nha, tầm khoảng 98%. Màn hình đẹp long lanh, không ấm ố hay là lưu ảnh gì hết anh em. Cấu hình con này thì quá là quen thuộc. RAM thì là 6GB và bộ nhớ trong 128GB nha. Chạy chip rất mạnh mẽ. Snapdragon 865 luôn anh em. Và có 5G nha, vì dùng được chỉ có một sim vật lý thôi. Con này mà hai sim thì vô đối thủ luôn nè. Pin 4500mAh cho thời lượng anh em dùng gần như là cả ngày thoải mái luôn nha. 4.200.000 cho phiên bản quốc tế Mỹ, một sim S20FE 5G nha. LG Q61 phiên bản Hàn Quốc, con này cấu hình thì cũng khá yếu anh em. RAM chỉ có 4GB thôi và bộ nhớ trong là 64GB. Con này thích hợp cho anh em dùng chữa cháy nghe, gọi xem phim, lướt web này kia nọ, tác vụ nhẹ nhẹ thì ok nha. Camera lệch trái. Con này một sim phiên bản hàng, 1.900.000 thôi anh em. Đó, giá 1.900.000 nha. Tiếp theo thì em lên cho anh em máy 98% và máy 99%. Đó, em có về đủ màu luôn em. Thì em sẽ đánh dấu theo số thứ tự như thế này. Con số 1, con số 2 nè. Rồi con màu đen này thì con số 9 nè. Nói chung là em quay đủ màu để cho anh em dễ hình dung. Đó, mức giá thì chỉ có 11.300.000 thôi. Máy 98% thì sẽ là 11.300.000. Và máy
99% thì em sẽ bán với giá là 11.900 nha. Đó, như con màu trắng này thì pin 87% số 6 nè, em bán con này là 11.600 anh em. Đó, lưng thì nó có hơi nhăm nhăm xíu xíu. Còn sườn thì màu trắng thì anh em cũng biết rồi, đánh bóng một cái là nó đẹp keng nha. Con này thì em nhập về em chưa có đánh bóng anh em. Đó, anh em rảnh thì mua cái chai Methon về đánh cái sườn một cái là đẹp keng sà beng nha. Thì em nhập vô em bán giá cho máy 98 luôn, 11.600.000. Đó, giá thành thì nó sẽ theo cái phần ngoại hình nha. Đó, màn hình thì đương nhiên là không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì rồi. Những con máy nào mà bị lưu ảnh á, em sẽ chủ động báo cho anh em. Con màu trắng này thì phiên bản LA quốc tế Mỹ nha anh em. Đó, pin thì 87%. Đó, con này thì em sẽ bán với giá là 11.600. Còn đây, em sẽ quay cho anh em cái máy 11.300 nha. Máy đẹp 98%, nó ba cái này thì lưng đều đẹp. Và ba con này thì em đã đều thay pin new 100% rồi. Đó, anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi. Những con máy nào pin yếu thì em sẽ thay pin sẵn cho anh em luôn, để khi anh em về là gắn là xài thôi. Để khi anh em về quê, về nhà, ra tiệm lạ người ta thay pin sẽ tính cho anh em mắc nha. Thì em sẽ thay chủ động thay sẵn cho anh em. Đây là cái ngoại hình của máy 98%, giá 11.300. Đó, sườn thì nó có trầy xước nhăm nhăm nhẹ nhẹ thôi anh em, không có bị cấn mớp gì nặng hết nha. Nói chung chuẩn đẹp 98%, em trừ hao rồi. Thì vừa đánh giá mà em vừa quay cho anh em xem toàn bộ cái ngoại hình, nói chung là rất là đẹp luôn anh em, chứ không đến nỗi mà xấu lắm nha. Chỉ trầy nhẹ, phẩy nhẹ thôi, không đáng kể lắm. Màn hình thì em đã kiểm tra, đẹp keng luôn, không có bị trầy xước nha anh em. Đó, những con máy nào màn xước thì em sẽ chủ động báo cho anh em, em không có nói gì hết thì chắc chắn là màn không có bị trầy nha. Đó là ngoại hình. Thì pin cả ba cây này em đều đã thay new 100% rồi, anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Và đương nhiên là nguyên zin, chỉ trừ cục pin nha anh em. Mã này là mã BA, là mã quốc tế Anh nha. Đây là máy châu Âu để về 12 Pro Max, BA là mã Anh. Thì mã châu Âu cái sườn nó sẽ có cái thùng rác như thế này. Đó, toàn bộ các máy anh em, mỗi một mẫu máy vậy nó sẽ có một cái đặc điểm nhận biệt riêng nha anh em. Đây, đây mã châu Âu thì nó sẽ có cái thùng, biểu tượng thùng rác ở cái bên cạnh của cái sườn thì mới đúng là vỏ zin nha anh em. Còn mã châu Âu mà không có thùng rác chắc chắn là cái sườn nó đã thay rồi. Đó, máy 98% thì em bán là 11.300. Đây là mức giá thì theo cá nhân em nghĩ là rất là tốt luôn nha anh em. Đó, em về được giá tốt thì em sẽ bán giá mềm mềm để anh em dễ dàng tiếp cận. Cái dòng 12 Pro Max này thì cực kỳ là lành tính anh em, hầu như là khi anh em mua về chỉ cần test trong vòng 24 giờ thôi, máy mà nó ổn một cái là xài ngon lành luôn, hầu như là ít có lỗi vặt lắm anh em. Còn cao hơn nữa thì đây là máy 11.900. Đương nhiên là cái 11.900 này thì ngoại hình sẽ đẹp chuẩn 99% luôn. Và có cây em đã pin thay new 100% và có cây pin zin 87, 88 và 91 nha. Nói chung những con máy đẹp 99, 11.900 thì là cực kỳ xuất sắc luôn nè. Đó, máy con này thì đẹp 99 luôn. Em đánh dấu con này là con số 5 nha, 11.900. Còn cây pin 91 này cũng là 11.900 luôn. Cây này là máy hôm trước em còn lại. Đó, về lô sau thì em nhập chung lô này em bán luôn nha anh em. Đẹp chuẩn 99%. Đó, màn hình thì đẹp keng sà beng luôn nha. Đẹp 99 luôn. Còn có hai cây màu trắng nữa nè anh em. Một cây hai cây màu trắng này thì không có gì để quay luôn rồi. Màu trắng thì đẹp chuẩn luôn anh em, đẹp keng sà beng luôn nha. Đó. Rồi, cao cấp nhất thì sẽ là 11.900. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13. Đó, em có đủ 4 màu luôn anh em. Màu hồng nè, màu trắng, màu đen và màu đỏ nha. Pin thì zin theo máy luôn, 86, 94, 87 và 87. Cả 4 con này em sẽ bán cho anh em đồng giá là 10.350.000 thôi anh em. Đó, 10.350. Đây là mức giá thì cũng em nghĩ là khá là hợp lý để anh em trải nghiệm một siêu phẩm iPhone 13 nha. Cả 4 con này thì ngoại hình đẹp phẩy. Đẹp phẩy có nghĩa là sườn nó có hơi bị phẩy phẩy nhẹ nhẹ như thế này. Nó cũng không đáng kể lắm. Máy cũ đã qua sử dụng và nguyên zin 100% luôn nha anh em. Đây là những con máy pin zin kèm theo máy luôn. Đó, ngoại hình thì cũng còn khá đẹp nha. Đó, sườn thì chỉ có phe phẩy một vài chỗ thôi. Đa số là phải có một chỗ thôi anh em. Đó, những con máy này thì em đã tiễn lựa rồi. Đó, như con này thì màu hồng này quá nét luôn anh em ơi. Con màu hồng này đẹp luôn nha. Nó chạy nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể lắm anh em. Đó, kính thì đẹp hết nha. Đây là những con máy quốc tế, để em coi quốc tế nước nào.
Đây, phiên bản GA là quốc tế Nhật nha anh em, 128GB. Anh em dùng được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM, pin zin 87%. Đó, con số 2 này thì em bán là 10.350. Và con số 8, đây em quay cho anh em xem cái ngoại hình nè. Máy đẹp phẩy thì tầm khoảng 98% đi. Đó, rất là đẹp nha. Phẩy phẩy nhẹ nhẹ sơ sơ thôi, không đáng kể lắm. Vì đây là những con máy mà nguyên zin, chưa từng bung mở anh em. Cho nên nó có trầy xước trong quá trình sử dụng nha. Nó chày mép nhẹ sườn nè, cũng không đáng kể lắm em. Còn con 94 này thì sườn nó có bị cấn một vết ngay chỗ này. Đó, không ảnh hưởng gì tới cái phần màn hình nha. Em đã coi rất kỹ rồi. Nó bể kính thì chắc chắn em sẽ không có nhập. Đó, cái này nó phải xíu chỗ đó thôi, còn lại là đẹp hết. Đó, do em nhập con này là pin nó cao nè, pin zin 94%, khá là hiếm luôn. Và cái màu đỏ này thì pin 86%, mang đánh dấu là con số 3. Đó, sườn nó phải phải nhẹ nhẹ chỗ này xíu nè anh em. Nói chung còn quá ổn luôn nha. Rồi, 10.350 cho dòng iPhone 13, bộ nhớ 128GB. Tiếp theo thì em lên một cây iPhone 14 Pro Max màu đen. Ngoại hình con này thì đẹp 98-99% luôn em. Đó, sườn thì chấm li ti rất nhẹ thôi, nó chấm nhẹ nhẹ như thế này, không đáng kể lắm. Đó, sườn cái chỗ chân sạc nó hơi phai màu xíu. Anh em nào khó tính á, thì tính con này là 98% nha. Lưng đẹp và kính đẹp. Con này pin zin còn được 88%. Phiên bản quốc tế Mỹ thì anh em chỉ dùng được eSIM thôi nha, không có chỗ để gắn SIM. 2 eSIM 128GB. Mức giá em bán con 14 Pro Max này thì 19.800 anh em. Đó, giá 19.800 nha. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp iPhone 13 Pro Max màu xanh Green quân đội, cực kỳ đẹp và chất luôn anh em. Cặp này thì ngoại hình đẹp keng 99%. Một cây pin zin 85 em bán là 15.300 và một cây pin zin 100% cực chất em bán là 16.300 nha. Cả hai con này thì ngoại hình keng span 99 luôn. Hầu như là không một cái vết cấn nào luôn em, đẹp chuẩn luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. iPhone 13 Pro Max cực kỳ là mượt mà, màn hình thì tần số quét 120Hz nha. 15.300 và 16.300. Đối với dòng 13 Pro Max thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng, lỡ như sau này anh em có bị dính thì em sẽ hỗ trợ cho anh em miễn phí nha. Anh em tuyệt đối yên tâm. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp iPhone 12 Pro. Em còn được hai màu thôi, một cây màu trắng và một cây màu đen. Cây màu trắng này thì bộ nhớ là 128GB, pin đã thay new 100%. Đẹp 99 nha, em bán là 9.450.000 cho con này. Đó, ngoại hình màu trắng rất là đẹp luôn, đẹp xài rất là lâu cũ nha. Lỡ như sau này nó bị trầy hay là nhâm gì đó, anh em đánh bóng nhẹ một cái là đẹp keng liền ngay. Đó, màn hình thì đã dán cường lực rồi, quá đẹp luôn em. 9450. Còn cây màu đen này thì em bán 9450 luôn, nhưng mà là bộ nhớ là 256GB nha. Đó, em bán cho anh em đồng giá luôn. Vì sao? Đó, vì là cái ngoại hình nó không có đẹp như là con màu trắng. Con này thì em tả cho anh em luôn, kính thì đẹp nha, kính thì em soi rồi không có bị trầy xước. Lưng thì cũng còn ổn luôn em, đó, camera cũng ok. Con này thì xấu ở cái phần sườn, đây sườn nó cũng bị bạc màu và nó bị cấn ở cái mép nữa nha. Đó, nói chung con này thì cái sườn tầm khoảng 95-96% thôi. Đó, sườn nó có bạc màu và nó có phẩy nhẹ, cũng nhẹ thôi anh em, không có đáng kể lắm nha. Nhưng mà được cái là bộ nhớ 256GB thì con này em bán bằng giá với con 128GB luôn anh em, 9.450.000 nha. Tiếp theo là một con iPhone 13 Pro. Con này thì phiên bản quốc tế Mỹ màu xanh blue. Ngoại hình con này thì cũng có trầy xước và phẩy theo thời gian, tầm khoảng 97% nha. Đó, sườn nó có cấn phẩy nhẹ như thế này. Đó, lưng thì khá ổn nha em, lưng đẹp, cam đẹp. Và cái màn hình thì nó cũng có hơi xước nhẹ đây. Đó, màn hình nó có hơi xước xước xíu xiu chỗ này với chỗ này. Nó cũng không đáng kể lắm. Ngoại hình tầm khoảng 97%. Nguyên zin 100% nha anh em. Đây là phiên bản quốc tế Mỹ. Màn hình tần số quét cực kỳ cao luôn, 120Hz và pin thì 85%. iPhone 13 Pro anh em dùng cũng được 2 SIM luôn nha. Đây, một SIM vật lý và một eSIM. Mức giá em bán con này là 12.300.000 nha. Đó, 12.3. Tiếp theo em lên một con máy cực khá là hiếm hàng luôn. Đây là iPhone 11, bộ nhớ 128GB, dùng được 2 SIM vật lý màu xanh mai nha anh em. Con này thì nguyên zin, đó, vỏ này là vỏ zin luôn nha. Nói chung là đây là một con máy chuẩn zin, em thu lại của khách lên đời, con 12 Pro Max 256GB. Pin con này còn được 82%, đây là cục pin zin máy nha anh em.
Đó, cho nên mức giá chỉ có 6,7 triệu thôi. Đi vào phần giới thiệu chi tiết, đây là phiên bản CHA, là phiên bản Trung Quốc nha. Dùng được hai sim vật lý giống hệt như là bản Hồng Kông. Đó, bộ nhớ 128GB nha anh em, nguyên zin 100%. Anh em nào muốn xài hai sim thì chốt ngay con này nha. Giá 6,7 triệu anh em. iPhone 12 Pro Max màu xanh 128GB. Con này thì ngoại hình còn khá ổn, tầm khoảng 95-96%. Sườn nó cấn một vết sâu ngay chỗ cái chuôi sạc như thế này. Đây, em quay cận cảnh cho anh em cái chỗ cấn nha. Không ảnh hưởng gì đến cái màn hình. Đó, nó cấn một chỗ này thôi. Thì em thanh lý cho anh em con này 10,8 triệu nha anh em. Đó, giá 10,8 triệu. Rẻ hơn 1,1 triệu so với con màu gold. Đẹp 99 nha. Đương nhiên là nguyên zin. Đây, phiên bản LA quốc tế Mỹ, mã N đầu, có nghĩa là mã trả bảo hành của Apple rồi nha. Dùng được một sim vật lý và một eSIM, đang chạy iOS cao nhất. Pin 88% anh em. 10,8 triệu nha. iPhone 12 Pro màu trắng siêu đẹp. Con này thì ngoại hình đẹp chuẩn 99% luôn. Đó, màu trắng thì cầm nắm phải nói là cực kỳ là chất lượng. Và pin thì đã thay new 100% rồi. Và mức giá em bán con này là 9,450,000 nha anh em. Đó, phiên bản LA pin đã thay new. Có sàn cổ cấp cũ cho nên vẫn có dung lượng pin 100% cài đặt bình thường luôn anh em. Đó, nguyên zin, chỉ trừ mỗi cục pin thôi. Màu trắng siêu đẹp. Đó, em giảm cho anh em 200,000. 9,450,000 nha. Lô 12 Pro vừa rồi em về rất nhiều luôn. Được anh em ủng hộ khá là nhiều. Và em còn có 1-2 cây nữa là em hết hàng. Cho nên em giảm cho anh em 200,000. 9,450,000 nha. Tiếp theo là em thanh lý cho anh em một con máy em bán ra cho khách ở miền Tây. Hôm nay mới về để thu lại. Ngoại hình con này thì đẹp tầm khoảng 97% thôi. Sườn nó có trầy và phẩy nhẹ ở góc như thế này nha. Nói chung tầm khoảng 97, nó có trầy xước nhẹ và phẩy ở sườn nha. Khách thì đang bọc keo nguyên cây rồi. Và dán màn hình nói chung là đầu tư nguyên cây luôn. Pin con này đã được thay mới và còn 98% nha anh em. iPhone 11 Pro 64GB, phiên bản GA là phiên bản quốc tế Nhật nha anh em. Đó, không giới hạn SIM, là bản quốc tế. Anh em dùng được hai SIM luôn, một SIM vật lý và một eSIM. 6,8 triệu nha anh em. 11 Pro giá 6,8 triệu. iPhone 11 Pro màu trắng rất đẹp. Con này thì ngoại hình đẹp 99%. Đó, phiên bản quốc tế Mỹ nha. Thì tình trạng con này là đã thay pin new 100%. Dùng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Màu trắng thì phải nói là rất đẹp. Họ em rất là thích màu trắng luôn em. Màn hình thì đẹp keng luôn nha. Nói chung con này là đẹp chuẩn 99 luôn, không có gì để chê. 7,400,000, pin đã thay new nha anh em. iPhone XS Max, bộ nhớ khủng long 512GB, màu đen. Con này thì ngoại hình còn quá đẹp luôn anh em ơi. 98-99% nha. Rồi tình trạng con này là đã thay nắp lưng sau và đã thay màn hình zin bốc máy từ máy khác sang. Cho nên không có chức năng là chu tộc. Bao anh em là màn này là màn zin chuẩn của Apple nha. Chứ không phải là màn hình linh kiện hay là màn hình gì bất. Đó là một cái màn hình chuẩn zin luôn anh em. Pin còn được 79%. Đó, em bán con này thanh lý chỉ có 6,500,000 thôi. Đó, giá rẻ như là bản 256GB nha. Rẻ hơn 256GB luôn anh em. 6,5 triệu nha anh em. iPhone 11 Pro Max, bộ nhớ 64GB, màu xanh green. Đó, con này thì ngoại hình đẹp 99% luôn. Đây là phiên bản XA, hai SIM vật lý. Rất là hiếm hàng. Đây là quốc tế Hồng Kông nha anh em. Anh em gắn cả hai SIM vào chiến đấu luôn. Pin đã thay new 100%. Giá em bán là 8,8 triệu nha. Phiên bản XA. Còn anh em muốn xài phiên bản Mỹ thì đây em cũng có được hai cây, một cây pin 86 và một cây pin thay new 100%. Giá em bán lần lượt là 8,5 triệu và 8,8 triệu nha anh em. Dòng iPhone 11 Pro Max này thì cực kỳ là bền bỉ theo thời gian. Theo là em lên cho anh em dòng iPhone 11 thường 128GB và bộ nhớ là 64GB nữa nha anh em. Đó, mức giá em bán thì chỉ từ 6,5 triệu và đến 7,2 triệu thôi. À, có cây 5,9 triệu luôn em. Đó, màu sắc thì quá đẹp, màu trắng, màu vàng và màu xanh. Cây màu trắng này thì ngoại hình đẹp 99%. Đó. Pin thì 86, pin zin nha, màn hình nó hơi già màn xíu thôi, còn khá ổn luôn, nguyên zin. 5,9 triệu. Còn cây pin thay new 100% và vỏ thay đẹp keng xà beng luôn thì giá là 6,5 triệu nha anh em. Đó, màn đẹp, màn zin và men zin. Còn bộ nhớ 128GB, pin thay new 100%, song không sàn cổ cáp thì em bán với giá chỉ có 6,7 triệu thôi.
Đó, con này thì nó mắc hơn 64GB, có 200.000 thôi anh em. Còn cây hoàn hảo hết, đẹp 99, pin đã sàn cổ cáp và dung lượng 100% thì 7.200.000 nha. Đó, còn cây này 64GB thì giá thành là 6.500.000, pin đã thay new 100% nha anh em. Ngoại hình đẹp 99 luôn, màu sắc thì quá đẹp anh em. Đó, 6.500.000 nha. Clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào có xem được clip này, có yêu thích công nghệ, thích những dòng smartphone thì có thể cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để em báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Anh em yêu thích con nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em 0902060151 và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em nha. Nhận hàng được đồng kiểm, kiểm tra đúng như clip thì anh em mới thanh toán. Rồi, hẹn gặp anh em vào những clip sau nha. Bye bye.